khóc cái gì. Đường đường là một nam nhi, tài khoản lấy lừng, rơi hàng chứ không rơi lệ. Lãi lỗ là chuyện thường tình trên thị trường. Gỡ chữ đi, đánh trống lên đi. Không nghe lời ta nói sao? Thưa tướng, 3.000 hợp đồng sót của thưa tướng đều cháy hết cả. Tôi có lỗi với anh em, có lỗi với thừa tướng. Không phải người vẫn còn sống sao? Người sống sót, ta nằm mơ cũng có thể cười và tỉnh dậy. Lỗ 3.000 hợp đồng có làm sao? Ta cho người 3 vạn. Cười lên đi. Đánh trống kêu gọi mọi người múc đi. Để ta phải tự đi sao? Hỡi tướng quân, mau múc đi.